Xin chào các bạn đang đến với tập phim may mắn. Chúng ta hãy cùng xem câu hỏi của tập phim ngày hôm nay nào. Trong tập 5, ai đã giúp cho Đinh Ninh và Vương Thái Hư thoát khỏi vòng vây của Đoạn Tri Thu? Các bạn hãy truy cập và bấm like fanpage Long An TV, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An tại địa chỉ facebook.com/longantv để tham gia chương trình. Chia sẻ video này ở chế độ công khai, kèm bài đăng gắn thẻ 5 người bạn của bạn. Sau đó hãy gửi tin nhắn đáp án đến fanpage Long An TV, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ gửi tin nhắn đáp án chứ không share đáp án lên trên bài đăng nhé. Và các bạn cũng nhớ là ghi rõ tập phim mình tham gia trả lời trong tin nhắn. Một phần quà trị giá 200.000 đồng sẽ dành cho vị khán giả nào trả lời đúng và gửi đáp án nhanh nhất về cho fanpage. Tất nhiên là các bạn phải làm đúng theo các bước hướng dẫn ở trên. Thời gian để các bạn tham gia chương trình là từ lúc công bố câu hỏi đến 20 giờ ngày hôm sau. Kết quả sẽ được chúng tôi tổng hợp và công bố vào lúc 20 giờ 55 tối thứ hai hàng tuần trên sóng truyền hình, đồng thời đăng tải lên kênh YouTube cũng như là fanpage Long An TV. Xem phim mê say, nhận quà ngay cùng tập phim may mắn. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.